Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng Túc Cầu. Gần đây xuất hiện thông tin cho rằng ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe đã sẵn sàng bổ nhiệm huấn luyện viên mới cho Man United vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, về phần mình, huấn luyện viên hiện tại là Erik Ten Hag đã bác bỏ khả năng này khi cho biết bản thân không quan tâm tới những tin đồn sa thải. Tôi vẫn đang trong hợp đồng 3 mùa giải với câu lạc bộ nên tôi không quan tâm. Tôi chỉ tập trung vào quá trình nên không quan tâm tới những gì diễn ra xung quanh mình. Tôi đã nói chuyện nhiều với Sir Jim Ratcliffe cũng như Sheriff Brentford cùng với những thành viên trong hội đồng quản trị. Tôi biết các bạn đang nói về điều gì và tôi có niềm tin mãnh liệt rằng ban lãnh đạo tin tưởng vào tôi. Chúng tôi thường xuyên cùng bàn nhau về tương lai của Man United. Tôi cũng chỉ tập trung vào hai điểm là giải pháp giúp cho đội bóng hoạt động tốt hơn và trận đấu tiếp theo. Tôi không bị phân tâm bởi bất cứ ồn nào ở bên ngoài liên quan tới mình. Trước mắt thì Man United sẽ có trận đấu gặp Nottingham Forest tại vòng 5 Cúp FA. Về lý thuyết, đây là giải đấu duy nhất họ còn cơ hội cạnh tranh cho chức vô địch, nên thầy trò huấn luyện viên Ten Hag buộc phải thắng để đi tiếp. Quan trọng hơn, họ cần một thắng lợi để tạo đà tinh thần trước đại chiến gặp Man City vào ngày 3 tháng 3. Lần này, Quỷ Đỏ sẽ tới làm khách tại Etihad sau khi đã để thua đội bóng của Pep Guardiola 0-3 trên sân nhà ở trận đấu lượt đi. Với việc đang kém nhóm dự Champions League tới 8 điểm, Man United bắt buộc phải có điểm ở trận đấu này nếu không muốn tấm vé dự cúp C1 mùa giải tới ngày càng trôi xa hơn. Tuy nhiên, trước một Man City đang có một phong độ cao khi mới hủy diệt Luton 6-2, thầy trò Ten Hag sẽ phải cố gắng nhiều hơn 100% sức lực. Việc Man United có thể giành được một kết quả tốt không được các fan tin tưởng cho lắm. Mới đây chia sẻ trên podcast Vi Wisfy, huyền thoại Rio Ferdinand đã dự đoán một kết cục không mới tốt đẹp cho Man United ở trận derby Manchester trước Man City. Trận derby Manchester giữa Man City và Man United tiếp theo diễn ra vào lúc 22:30 ngày 3 tháng 3 tới đây. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 27 ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Trước thêm trận đấu này, huyền thoại của Quỷ Đỏ Rio Ferdinand dự đoán đây sẽ là một ngày không tốt lành với thầy trò Erik Ten Hag. Rio Ferdinand chia sẻ, đó là một ngày dài, Etihad, sân nhà của Man City ở trận đấu tới. Dù sao thì đây cũng là một địa điểm thi đấu khó khăn. Man United có thể đến đó và thiếu đi sự tự tin. Tôi nghĩ họ sẽ bị đánh bại với cách biệt 2 bàn, bị dẫn trước 2 bàn một cách thuyết phục. Dự đoán của Rio Ferdinand cũng không phải điều gì đó quá bất ngờ, nhất là xét về mặt phong độ của hai đội bóng ở thời gian gần đây. Trong 5 trận đấu gần nhất, Man City có tới 4 chiến thắng và 1 trận thua, trong đó có 3 trận đoàn quân của Pep Guardiola thắng với tỷ số đậm đà 3-0, 6-3 và 4-1. Trước trận đấu với Man City, Man United sẽ đối đầu với Nottingham Forest tại vòng 5 Cúp FA diễn ra vào lúc 2:45 ngày 29 tháng 2. Một chiến thắng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò huấn luyện viên Ten Hag để bước vào trận derby thành Manchester. Video được tài trợ bởi FB88.